KM Channel. Mình vẽ xong bức tranh này là mình hoàn thành bài tập chị Hai cho mình rồi. Cuối cùng cũng xong rồi nè. Nhưng mà bù lại tay chân mặt mũi mình dính tùm lum màu hết trơn á. Sự kiện cuối năm, sự kiện cuối năm của sở thú KM Channel. Nhân dịp cuối năm để tri ân khách hàng thì sở thú KM Channel chúng tôi sẽ giảm 90% giá vé vào cổng. Wow. Ý, hình như kênh KM Channel có thông báo gì kìa. Mình chạy qua mình xem thử. 10.000 thì chỉ còn có 1.000 thôi. Và chỉ ưu tiên cho 100 người đầu tiên. Chỉ có 100 người à. Mình phải chạy ra mình xếp hàng mới được. Mình quyết tâm sẽ mua được cái vé thiệt là rẻ này. Rẻ như cho không luôn vậy đó. Chỉ có 1.000 à. Mệt quá. Nhà mình ở xa mà mình đi bộ. Ôi, sao có nhiều người chạy dữ vậy? Không lẽ người ta cũng xếp hàng để đi mua vé hả ta? Ôi thôi tiêu rồi, mình phải chạy nhanh hơn mới được. Mình quyết tâm phải mua được vé. Nhanh lên. Sợ quá. Nè, bé con kia. Sao con qua đường mà con không nhìn xe cộ gì hết trơn vậy? Chú mà không thắng kịp thì tai nạn xảy ra rồi, con thấy chưa? Dạ, con xin lỗi. Tại con đang có việc gấp. Trời, việc gấp gì thì khi đi qua đường mình cũng phải cẩn thận chứ. Con không nhìn xe, lỡ xe đụng con thì con cũng đâu có làm được việc gấp của con đâu. Mà lúc này con phải nằm trong bệnh viện đó. Dạ, con xin lỗi, con biết lỗi rồi ạ. Alo, tôi nghe đây. À, có một cháu bé mặc áo màu hồng đi qua đường không có cẩn thận hả? À, được rồi, tôi sẽ chú ý. Đau quá. À, con chào chú. Con xin lỗi chú. Tại con có việc gấp quá nên con chạy nhanh. À, con là cháu bé mà mới vừa băng qua đường không chú ý nhìn xe cộ. Xém xíu nữa là bị xe đụng rồi đúng không? Như vậy là không có an toàn. Bây giờ chú phải đưa cháu về đồn công an đã. Chú tha lỗi cho con đi mà. Giờ con bận lắm, con phải chạy đi đến sở thú KM Channel để mua được cái vé giảm giá. Chú cho con đi mà. Không được, bây giờ mà cho cháu đi thì rất là nguy hiểm cho tính mạng của cháu. Đi về đồn cảnh sát với chú. Chú ơi, tha cho con đi chú ơi. À, chị là chị Hai của bé Chibi Hồng hả? À, tôi đang dẫn bé về trụ sở công an rồi. À, bây giờ chị hãy tới bảo lãnh bé đi. Chứ tôi để cho bé đi một mình ngoài đường, tôi sợ sẽ có tai nạn đó. Cháu bé đang vội vã việc gì đó mà không chịu chú ý xe cộ gì hết. Rồi, hẹn gặp cô sau nha. Rồi, bây giờ con vô đồn với chú nè. Tí nữa chị Hai tới, chị Hai sẽ đón con về. Không có gì đâu phải sợ. Tại vì giờ chú thấy con chạy ra đường là nguy hiểm lắm. Dạ, con xin lỗi chú. Vậy đành phải vô ngồi đợi chị Hai thôi. Nè, con gái dễ thương. Đi ra đường mà không chịu nhìn xe cộ gì hết trơn á. Con ngồi đây đi, chị Hai con tới rồi kìa. À, đang làm thủ tục để dẫn con về đó. Lần sau nhớ đi qua đường là phải nhìn xe cộ nha không? Đi trên cái vạch trắng á, có xe chạy đến thì mình không đi qua nha không? Như vậy rất là nguy hiểm đó. Ôi Chibi Hồng, chị Hai tới rồi nè. Em có sao không? À, Chibi Hồng không sao cả. Cũng may là chiếc xe tải thắng kịp đó. Chứ nếu không thì hậu quả khôn lường. Ôi, thiệt là hú hồn.
cảm ơn anh với cảm ơn chị ở đây. Ủa, chị đi học? Chị kêu em ở nhà học bài rồi vẽ tranh với chị ba mà. Rồi tại sao em đi ra đường một mình vậy? Vậy mà còn chạy nhanh nữa. Để xe xíu nữa là đụng em rồi thấy chưa? Em về nhà đứng úp mặt vô tường, phạt 2 tiếng cho chị. Chị hai, em có lý do đó. Em mới nghe thông báo Sở Thú Ken Channel đang giảm vé, chỉ còn có 1.000 đồng à. Mà dành cho 100 người đầu tiên, nên em phải chạy nhanh tới để em mua đó. Em có 3.000, em định mua 3 vé để rủ mấy bạn đi nữa. Good. Nè nè nè, để tôi cho chị xem nha. Ở đoạn đường đó có cái camera nó quay lại được hình ảnh cháu bé này lúc nó qua đường nè. Đó, thấy chưa, thấy chưa? Nếu chiếc xe này mà không thắng kịp thì chắc bây giờ á phải vào bệnh viện để thăm cô bé này rồi đó. Rồi thôi, được rồi. Hãy dẫn cháu bé này về đi. Và con nhớ là đừng đi ra đường một mình nữa nha. Thôi, mấy cô chú đã cho về rồi kìa. Đứng lên cảm ơn cô chú rồi còn đi về nữa. Nhanh lên. Dạ, con xin lỗi cô, con xin lỗi chú. Con cảm ơn cô chú ạ. Chị hai, cho em chạy đi qua sở thú để mua vé không? Yep, trời ơi, chị hai còn rất là nhiều việc, còn phải tăng ca nữa đó. Đi nhanh về với chị. Dạ. Cũng may chị hai không có phạt mình úp mặt vô tường 2 tiếng, mà kêu mình ra rửa cái xe ô tô của chị hai. Cũng may là có hệ thống rửa xe này, chứ không hả chắc mình rửa không nổi quá. Chị biết không, chị biết không, rửa xe nhanh đi rồi vô kìa. Chị chán em quá, tự nhiên em ra đường ẩu tả làm gì. Cuối cùng hả, chị cũng bị phạt theo em luôn nè. Rửa nhanh đi rồi vô nhà, còn xin lỗi chị hai nữa kìa. Dạ, để em lên em xin lỗi chị hai. Em muốn mua 3 vé đúng không? Em vẫn còn trong số 100 người được mua một vé với giá 1.000. Đây, vé của em đây, 3 vé nè, chỉ 3.000 thôi. Chúc em thông quan vui vẻ. Dạ, cảm ơn chị. Mời người tiếp theo. Ê, chị biết không, chị biết không? Đi sở thú không? Mình xếp hàng từ sáng tới giờ đó. Mua được 3 vé nè. Mình rủ chị đi trắng rồi, bây giờ rủ thêm bạn nữa là đi đó. Hồi sáng nè, mình cũng nghe thông báo, mình lao đầu mình chạy đi. Xong rồi băng qua đường, không kịp nhìn chiếc xe, xíu nữa là xe tông rồi. Bây giờ chị hai phạt, cấm cửa không được đi ra ngoài nửa bước luôn. Ê, hay là mấy bạn đợi mình nha, mình chạy qua mình xin chị hai, biết đâu chị hai tha ha. Chưa biết khi nào mới được mua cái vé giá có 1.000 đồng. Lâu rồi mình còn chưa được đi sở thú nữa. Vậy chị Bi Hồng lên xin chị hai đi. Tụi mình ở dưới đây ngồi chơi đồ chơi cũng được. Ê, có cây đàn sở thú kìa. Cây đàn đẹp quá ta. Ê, mình có ý tưởng vậy nè. Hay là mình không có xin chị hai nữa. Tại vì mình biết rằng chị hai đang giận lắm. Chắc chị hai không có tha cho mình đâu. Mình lén đi luôn. Được không? Cái gì? Chị mới nghe cái gì đó? Em định lén đi hả? Trời ơi, mới vừa gây một cái lỗi thiệt là to đùng, bây giờ định gây thêm một cái lỗi nữa hả? Chị cấm em đó nha, không là chị chạy lên chị mét chị hai đó. Nè hai em ơi, hai em đi chơi đi, chứ chị Bi Hồng đang bị phạt mà. Hai em rủ miết rồi nó lại gây lỗi nhiều hơn nữa. Chị hai phạt nó nặng hơn đó. Cuối cùng lại hại chị Bi Hồng. Chị ba, nhưng mà em muốn đi lắm. Chị ba cho em đi xíu em về. Không được. Ê, chị hai đang trong phòng làm việc á. Hay là mình trốn đi đi, rồi sau mình coi một xíu mình về. Chắc chị hai không biết đâu. Ý mà cũng không được. Chị hai giận rồi, bây giờ chị ba cũng giận bỏ đi luôn rồi. Trong nhà ba người mà hai người giận mình rồi. Thôi, mình không dám trốn đi đâu. Ai cũng giận mình hết rồi, không ai thương mình nữa làm sao.
Thôi hai bạn đi đi, sau mình sẽ tìm cách để mình đi. Ờ, vậy thôi Chi Ti Hồng ở nhà đi. Rồi tụi mình đi xem xong về tụi mình kể cho nghe. Rồi chỗ nào đẹp đẹp mình chụp hình nữa cho bạn coi nha. Ờ, nhớ nha, nhớ nha. Ờ, khát nước quá, mỏi chân quá. Xếp hàng từ sáng tới giờ luôn mà không được gì. Ơ, chào Chi Ti Trắng với Chi Ti Xanh. Mình xếp hàng ở sở thú từ sáng tới giờ mà không được mua cái vé giảm giá. Đã vậy còn đứng lâu nên vừa mỏi chân vừa đói bụng nữa. Ủa, mà hai bạn đi đâu vậy? Ý, trên tay bạn có ổ bánh mì hoa cúc kìa. Nhìn hấp dẫn quá à. Cho mình mượn đỡ mình ăn trước được không? Mình đói bụng quá à. À, tụi mình cũng định đi sở thú nè. Tụi mình mua được vé rồi. Mua được 3 vé luôn. Rủ Chi Ti Hồng nhưng mà Chi Ti Hồng không đi được. Tụi mình còn mua thêm bánh mì nữa. Để vô trọng có đói bụng á tụi mình ăn. Vậy thôi, bạn ăn trước đi. Ô mình cảm ơn, cảm ơn. Ừ, ngon quá, ngon quá. Mình nè, mình xếp hàng từ sáng tới giờ luôn á. Mà không được á. Nè nè nè, mình có 3 vé rồi. Mà mình có dư 1 vé. Thôi, mình cho bạn á. Vậy đi chung với tụi mình nha. Ôi, cảm ơn, cảm ơn. Trời ơi, vậy thì còn đến cả tuyệt vời. Thì giờ trong đó mình hứa mình sẽ mua nước, mua bánh để đãi mấy bạn. Ok, đi thôi, đi thôi. Yeah, đi vô cổng thôi. Wow, những con rùa kìa. Những con rùa thiệt là đáng yêu. Ủa, mà những con rùa này hình như không phải con rùa biển ha. Đâu đâu đâu, đưa mình coi thử coi. À, mình biết con này là con gì rồi. Đây là con rùa núi vàng. Hồi bữa trước á, mình coi chương trình khoa học trên TV á. Con rùa này á, nó chỉ sống ở những khu vực nhiệt đới giống như Việt Nam mình nè. Nóng nè, ẩm ướt nè, mưa nhiều nè. Và nó hả, thích ở những nơi có nước để nó uống nè. Rồi nó đi bắt mồi dưới nước. Rồi nó còn tắm rửa nữa. Mà công nhận nó đẹp quá ha. Ừ, nó đẹp nè mà nó quý hiếm nữa. Cho nên nó bị người ta săn bắt nhiều, thiệt là nhiều luôn. Bây giờ nó gần tuyệt chủng rồi. Bây giờ con người đang ra sức để bảo vệ nó. Chứ không nó tuyệt chủng là nó không còn trên thế gian này nữa luôn đó. Bạn làm mình ướt mem rồi kìa. Ôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Mình thấy con sâu tự nhiên nó ngóc cái đầu lên, làm mình giật cái mình. Trong lúc đang uống nước nên mình bị phun ra luôn. Xin lỗi, xin lỗi. Mà công nhận con sâu ở đây to thiệt. Nó ngóc cái đầu lên, làm mình giật mình luôn. Mà xíu nữa nó cũng làm mồi cho con rùa núi vàng này rồi. Ê, 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 ở đằng kia có gì phun nước kìa. Tụi mình đi qua đó xem nha. Đi 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 đi. Ê, đợi mình, đợi mình. Sao mấy bạn chạy nhanh quá vậy? Hú hú, hú hú. Nước, nước nó phun lên kìa. Ủa, con gì đang phun vậy ta? Kìa kìa, nhìn cái bảng kìa. Nguyên hình con hà mã luôn đó. Vậy đây là khu vực nuôi hà mã. Kìa 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 kìa, nó ngóc đầu lên rồi kìa. Ê, trong chương trình khoa học mình coi trên TV á, người ta nói rằng con hà mã này nè là động vật có vú mà sống ở trên cạn lớn nhất luôn. Nó chỉ lên bờ vào ban đêm để ăn thôi. Mà tại vì nó to quá, cái miệng của nó bự nữa nên nó cắn rất là mạnh luôn. Nghe nói hả, nó cắn một phát là bể nát luôn quả dưa hấu á. Ghê không, ghê không? Quả dưa hấu là mình phải dùng dao á, mình cắt mới được. Còn nó là cái miệng của nó cắn một lần là được luôn á. Ghê thiệt. Ôi, làm gì có, mình không có tin đâu. Ê, mà con hà mã nó lặn dưới nước hoài á. Ban đêm nó mới lên bờ. Vậy ở dưới nước nó làm gì ta? Thì mình cũng không biết nữa. Nó cứ dưới nước hoài mình đâu có nhìn thấy đâu. Mình có
có ý này, mấy bạn đợi mình xíu nha. Mình quay lại liền à. Ủa, Chibi Xanh đi đâu vậy trời? Chibi Xanh, Chibi Xanh. Xích ra. Chơi cho mình vô nè. Hà mã, dưa hấu nè. Ôi da, nặng quá. Nó cắn một cái, bể quả dưa hấu luôn. Trời ơi, nó mà cắn túng tụi mình chắc mình toi đời quá. Ê, nước ở dưới bị biến thành màu đỏ luôn rồi. Màu đỏ của quả dưa hấu á. Nhìn đẹp ghê. Ê, cá cháu bé kia. Dừng lại. Sao các con lại quăng quả dưa hấu xuống dưới nước vậy hả? Vừa nguy hiểm cho các con nè. Lỡ lúc đó các con rớt xuống dưới cái hồ này làm sao? Rồi thêm nữa còn quăng quả dưa hấu xuống dưới, bây giờ nó làm ô nhiễm luôn nguyên cái hồ nước rồi. Màu đỏ như vậy luôn rồi. Giờ làm sao phải để vệ sinh đây? Trời ơi, giờ tôi biết phải làm sao đây. Chắc giám đốc của sở thú sẽ đuổi việc tôi quá. Con xin lỗi chú. Tại con không biết nó sẽ làm ô nhiễm cái hồ này. Tại con nghe bạn con nói là con hà mã có thể cắn nát quả dưa hấu luôn, cho nên á, con mới đi làm thử thôi. Nhưng mà làm xong con kiểm chứng lại thì thấy thiệt, nên con cảm thấy rất là nguy hiểm. Nhưng mà như vậy cũng không được. Ai cũng như cháu, đi kiểm nghiệm coi có đúng sự thật hay không. Vậy thì cái sở thú này chắc bị ô nhiễm hết quá. Không được. Bây giờ đi về đồn bảo vệ của tôi để xử lý mới được. Phải phạt tiền và gọi người nhà lên để đưa về. Chú ơi, chú tha cho tụi con đi mà. Tha cho tụi con đi. Tụi con hứa từ rày về sau tụi con sẽ không tái phạm nữa đâu ạ. Alo, hả? Tình huống nguy hiểm hả? Một con sư tử đã sổng chuồng. Tôi tới liền. Các cháu ở đây nha. Chú có việc gấp lắm. Chú phải đi ngay mới được. Ê, có nghe chú nói điện thoại không vậy? Mình mới nghe có con sư tử sổng chuồng á. Nó bị ra khỏi chuồng rồi. Mình đi coi con sư tử không? Trời ơi, Chibi Xanh, bạn suy nghĩ sao vậy? Con sư tử á, nó bị ra khỏi chuồng rồi là rất là nguy hiểm á. Những nơi nguy hiểm thì mình không nên tự tìm tới. Lỡ nó gặp mình rồi nó dí mình, mình chạy làm sao bằng nó. Lúc này chắc mình làm mồi cho con sư tử luôn quá. Nghĩ tới cái con sư tử là mình thấy sợ rồi. Đừng nói chi mà bị nó dí, chắc mình xỉu tại chỗ luôn quá. Thôi, mình đi né qua phía bên này đi, cho nó an toàn nè. Bên kia còn có nhiều cái coi lắm. Rồi mình chụp hình nữa, chụp hình để về, còn cho Chibi Hồng xem nữa chứ. Đi.